vậy là mình không có mặt là không được, nên ra mình không đi được. Hello, chào anh. Anh nghe rõ Nghe tốt rồi. không? Ok anh. Cả đêm ngủ không được không ơi? Tao À, ta lúc nào ta đi làm hết tôi ngủ không ngủ được thì chắc cũng dễ không hiểu ngủ thôi. được. Đúng rồi. Rồi, mình hiểu điều đó mà. Nhưng mà cái điều quan trọng là nhớ Việt Nam quá ông ơi. Nhớ buổi chiều và những cái cơn mưa đó, chiều những cái lúc mà buổi Nó đang chiều mưa à? nó mưa á. Nó mưa mà nó mưa ngắn lắm anh Chỉ ơi, có nó mưa nó không mưa, nó không đúng có mưa nhiều đâu, nó mưa 5-10 phút xong rồi tắt. Ok. kêu mưa rào ấy. Những cơn mưa rồi những cái tiệm ăn quán phở con người, cái ngày tôi đi bắt cái bà bán hủ tiếu gõ, bà chạy qua bà mừng rỡ, bà nói đi đó nhớ về sớm sớm nha. Thấy thương gì đâu, nó mộc mạc lắm nhưng mà nó làm cho mình cảm động anh ơi. Người cái mấy cô bé mà bán phở mà chỗ tôi với đang thợ bởi lý Có xin đó, bác ơi bác đi bác về sớm sớm nha, về chợ bắt tại bác bỏ tụi con này kia cười cho tao không tao đi tao về mà lo gì cười. Tiếu nói chung là mình thực sự là mình xúc động là những cái chuyện mà thực sự là nó đời thường lắm anh, nó đời thường nhưng mà nó làm cho mình cảm động. thời tiết bên đó sao anh? Anh bữa nay lạnh, nó không có đổ tuyết mà nó nếu độ C nó âm 10 độ rồi Tại vì nó không có tuyết thì thử nó mới lạnh như vậy đó. đó. Mai mốt có đổ tuyết rồi nó lạnh hơn, nó bớt lạnh chút. Thành ra Bên đó rồi anh về đến chỗ anh là mấy giờ giờ Mỹ vậy? đúng là 6 giờ anh, 6 giờ 6 giờ Buổi sáng chiều, rồi hả? 6 giờ. Mày 6 giờ sáng chứ, 6 giờ sáng. 6 giờ sáng. Nó đi nó bay một đoạn đường quá dài, từ Taiwan cho đến lên tới San Francisco, nó đi 17 18 tiếng lận. Thì trên đó nó cho tôi 2 lần ăn cơm mà tôi ăn không có vô, tôi múc về một múc tôi bỏ vô tôi chê. Thức ăn máy Cười. bay anh, thức ăn máy bay cái thằng thì máy bay mà nó đi ngang Đài Loan như vậy là chắc là máy bay China của Airlines, China, ok, bên đó thức ăn được không? tụi nó khen là ngon á, đại Đấy, khái là trong cái đám hàng không quay là coi như nó đấy, là được là số 1 mà nó là nhất á, đó thức ăn của nó là mà sao tôi ăn tôi không nuốt vô làm sao bì sao được cá lóc nướng chui anh. thức ăn Bì Việt sao Nam, được heo đúng quay, rồi làm sao bì được cái làm sao đúng bì được rồi cái phở anh, đúng thành ra rồi, vì đó mình ăn dân dã lớn lỡ rồi lỡ ăn ngon quá rồi cho nên ra đúng rồi, về về lỡ ăn ngon quá cho nên vì đâu về mình sắp mình chán. đúng Ê, rồi nhưng mà ở Mỹ mà về Việt Nam thì nuốt thuốc đúng hết rồi, á, cái đúng gì rồi đúng rồi, đúng rồi. bỏ vô bị là được thuốc hết Vô á, hết nhưng mà từ từ Việt Nam mà trở ngược qua nó khó nuốt lắm, nuốt má vô anh, vô cái nó ngừng đâu chỗ ngừng chỗ này này. ngừng chỗ này là đúng rồi đó, nó không có chịu xuống cái liệu vậy khổ. Máy bay đông anh, máy bay bay từ Việt Nam đi từ Việt Nam ra đi từ Việt Nam ra Cái đó cũng là China Airlines nhưng mà China hiện giờ nó là có một cái liên minh, nó gọi là liên minh với lại China là liên minh, thì cũng là công ty luôn của Việt Nam Airlines. Má đông anh, máy bay đầy không? Dạ, đúng cũng đầy, cũng ngày cũng đầy. Nói chung là thì nếu mà về Việt Nam thì tôi nghĩ là hầu như là cái máy bay nào cũng đầy chứ. Nói thẳng mà nếu mà ở các quốc gia khác chứ không riêng gì Mỹ. Từ giờ trở đi, mà từ giờ trở đi ra là mấy kinh rồi, rất là Dạ. từ giờ đi rất là đông. Thấy tôi ngày hôm nay là ở dưới mình là mới Thanksgiving xong, ngày hôm qua là Thanksgiving xong và ngày hôm nay là Black Friday này, không có Rồi. không biết là bên đó là người ta chợ búa thế nào, bên này trời mưa hôm nay ngày tối ngày hôm qua nó mưa, hôm nay sáng nó lạnh lạnh trời sạch sẽ lại chút, không biết anh em đồng bào thì
Hồi làm sao? tôi biết chứ, tôi biết nhưng mà tôi không dám đi. Ai Tôi nói đâu có ngu chung vô, tôi đâu có chung ngu chung vô mấy cái chỗ mà đâu có mua gì đâu anh, đông đảo, không có mua gì đâu, sau này không đâu có có mua mua gì gì hết, đâu. mà không có mua gì hết. Đó cho nên vì cái đó là cũng kể lể cho anh nghe, tôi biết cái bữa nay mấy đứa con thì nó cũng đã kêu tôi làm tại nhà rồi, bố bố bố, bố qua tôi nhờ từ đây lái xe rồi đó, hôm qua tối hôm qua đó, nhưng mà mình mới đi về nó mệt quá, mình đi về đúng, mình đi về đúng ngày lễ. Cho nên vì đó nó chưa thở thở không ra hơi, và nó kêu ba xuống với con rồi, cái nó con bố bố không có đi được. Thôi bữa nay thì để mình đi vòng vòng ra qua làm sao, thử coi sao, đi vòng vòng đây Xe còn nổ không? đó, xe còn nổ, anh xe còn nổ, Xe có để remote lâu hết này bệnh. là con mà để lâu không Lâu hết có. bệnh. Tôi dặn mấy đứa nhỏ là coi như là cứ con lấy con chạy cho ba, coi như là cứ hết chuyện này tới chuyện kia đi, cứ để cho nó khỏi cái chết bệnh. Nó kêu nó ok. À, thế thì Đi đường bình, bao anh đi nơi về anh trốn, sức khỏe vậy là tốt rồi, giỏi rồi đó. đó thì cái like cái này thì em, tôi cũng nói với anh rồi, cứ làm mở cái like bữa bắt đầu từ ngày đầu tiên đặt chân nước Mỹ, là cái lỡ cái ba like đầu tiên là thứ nhất là coi như là để cảm ơn tất cả những người thương mình, anh hiểu tôi nói không? Bởi vì tôi ở ở Việt Nam cũng là khá là lâu, thì cũng có Đó, nhiều rất là nhiều con cháu, rất là nhiều con cháu thương mình, chính vì cái chỗ đó cho nên ra mình lên lên một cái like để mình cảm ơn tất cả những người nghĩ tới mình, rồi mình báo cáo với họ là mình về nước Mỹ bình yên, sức khỏe tốt tương vậy rồi, và mình hẹn tất cả mọi người là mình phải trở về Việt Nam nơi chung với nhau các rúng của mình một thời gian sớm nhất, và có thể là tôi về cùng anh sao, ý cùng anh sao. Nếu mà anh về Việt Nam chung á, gặp anh em kỳ này gặp nhau Tết á, để mình ghi tên đi dự Tết Tết Không được rồi, Tết ông thì được không nổi rồi, ok nhưng mà nếu tôi gặp anh ở Việt Nam là bây giờ tôi không tha cho anh, ok tôi là đã không tôi là có hộ khẩu Việt Nam, anh anh là đâu khách vãng lai, là tôi lấy sợi dây tôi còn cái chân anh vô cái chân tôi dính luôn, là coi như là đi đâu cũng phải có tôi, không có tôi là không được tự do đó, giờ nó vui vậy thôi chứ thật. cho đi, mà tôi về Việt Nam ai hỏi tôi ở đâu rồi tôi nói ok tôi về chứ ở còn chấp ở đó, hỏi ở Đấy với ai nói ở ấy ông Cảm. ở với ông Cầm á, hỏi ông là Ừ ai, nói có chết rồi. ông là ông người Việt kiều ở đây, bây giờ ông về lại đây ông phục hồi công dân quyền của ông rồi, bây giờ ông có cái xe hơi ông có cái xe xe Honda ông chở tôi đi chơi đó, có bằng lái xe rồi đó chứ không phải lái xe lậu như ngày xưa nữa. Nó bất tiện ở chỗ là em biết không, đầu tiên tôi về tôi cũng tính là ấy, nhưng mà tôi nghĩ là không, rồi mà đi xe ráp á, đồng ý thấy là rẻ tiền như vậy, và đi theo kiểu tôi là tiền ráp thì không nổi đâu, Đi một ngày một nhiều cả triệu quá, bạc á, tới đi đi nhiều nhiều quá, đi chỗ này đi chỗ kia vòng quá vòng vòng á, vậy là nhưng mà ráp thì mình bị thụ động là mình không có chủ động được, anh hiểu không? Mình muốn đi mình phải gọi nó là mình phải chờ, còn mình đó là thích là leo lên xe giọt, thích là leo lên hiểu xe giọt hiểu đó, đó rồi, vậy đó nhưng mà chứ là hồi gì. đó là đi xe lậu, bởi À, hồi vì đó không à, bởi vì hồi đó mà anh chở tôi đi tôi rất là sợ, tôi không biết là cảnh giờ cảnh sát mà họ chặn lại rồi bị ăn nói anh sao với người ta ta ê, chắc là gà nó vô mặt già để thấy thương nó không rồi. không không Nhưng mà mình cứ băn khoăn kiểu tôi chỉ chạy đại, thực tế tôi đi cũng chưa có rành luyện đề hiểu nhưng mà bây giờ là tao ngon cơm rồi, bây giờ ai nói có chính chủ rồi, có tên rồi, có bản số rồi, đầy đủ có rồi, cái giấy tờ đầy người đủ ngon của lành người là đầy đủ, thậm chí người trong nước chưa chắc đầy đủ bằng tôi á, anh anh biết mình sao, họ mua cái xe họ không có thèm sang tên, gọi là biến á, họ không là cái giấy tờ nó nhiêu khê rắc rối, tao mẹ để cha nó đi rồi sao, có nhiều người không có không tên đâu, tôi đầy đủ, tôi phát tôi làm hết anh rồi, ngon tôi nói chung là có nghĩa là mình lớn tuổi rồi mình muốn làm cho cái gì nó cũng chín chắn nè, chứ không phải gì lỡ sau này lỡ mình già rồi nó hỏi mình đúng ao rồi ớ đúng mình đúng không trả đấy lời được sao đúng đấy đâu, tôi khổ vậy. bởi vậy đó là mình á được nghe là mình về đến giờ chưa bao giờ có một người cảnh sát nào chặn lại mình hỏi cái này cái kia, nhưng mà tôi nhớ Rồi. là cái lần đầu lần gần đây nhất mà anh chở tôi đi bằng cái xe máy của anh á, lúc đó À. nó không biết bây giờ cảnh sát nó chặn lại nó hỏi bây giờ tôi coi giấy tờ của ông thì bây giờ tôi trả lời làm sao, biết nó hỏi bằng cái xe của ông bây giờ Mình tôi trả lời sao cứ ông riết à, hả? Cười. ơi Rồi được. Rồi nói chung thì Việt Nam anh, vui. Việt Nam có người anh ơi. Người có cảnh quan, có những cái mình còn thấu nào
ở xứ người không bao giờ có được. Ví dụ như anh biết cái chỗ tôi ở, cứ sáng ra gọi là mấy ông ơi uống cà phê chưa, rồi lũ lượt nhau rồi có mấy ông già đi vô quán cà phê toàn là nói chuyện trên trời thượng vàng hạ cám, đâu cũng có, lôi ra nói chuyện vui lắm, cả tiếng đồng hồ sau bắt đầu mới về đó. Rồi xong rồi rủ nhau đi ăn phở, rồi rủ nhau đi ăn môi đọt thay đổi món, ông này chỗ kia tôi biết chỗ này ngon mà. Ê, trước khi về được hưởng cái mì tàu, anh biết cái mì tàu mà cái mì ngày xưa mà mình ăn mà nó có cái xe, xong rồi cái xe đó có vẽ mấy ông quan công là mì nhớ không? Ok, xe Ờ, xe mì đó, xe mì của chí tàu là trứng dốc ngon lắm á, mày. ngon cực, ngon cực kỳ luôn. Có nghĩa là tôi trước khi về Mỹ tôi ăn được 2 lần ngon đó. Có cái người, có các bạn hàng xóm chở tôi đi giới thiệu tôi biết đồ ngon lành. Nói chung là Mấy cái mì của người Hoa đây, mà cái mì gì á mà nó có tên là ký 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 á, rất là hải ngon. ký, hải ký bị là Đại hải ký, ký, đủ hải loại ký. ký, nó đủ, không hiểu chữ ký nó ở đâu nó ra, nhưng À mà cái chị mà ký 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 là rất là ngon. Ai thì ở trên live này đó, ai có biết là tại sao mà cứ ký là cái tên gì mà có chữ ký là cái xe mì ấy, thì là tại sao không, có giải nghĩa cho mình nghe coi, chứ mình thấy cái đó lâu lắm rồi mình không hiểu á. không, mình cũng thấy nó để bản vậy, đây là chỗ tôi ăn ngày qua kia là hải ký bì da tôi ở nè. Cái gì kia rất ngon. Nhưng mà tôi không biết chữ ký theo anh nói là tôi không biết, nhưng mà tôi biết là nó là vậy đó. Ừ, nhưng Bất cứ mà còn nhiều, còn Việt Nam mình còn nhiều món lắm anh ơi, khổ lắm. Việt Nam mình nó vui anh. Vui Việt Nam mình nó có người, nó có đúng người, có rồi, nhà, rồi mình đi bộ ra, mình cũng cần phải đi đâu xa chiều đâu, nào tôi cũng đi bộ, bộ đi ra exercise, đi bộ, đi bộ có đổ mồ hôi người. xong về nhà cái rồi cái tắm rửa rồi ăn uống xong thì rượu nếp là quốc trị vô ngủ là cái ngày Có nào rượu nếp cũng hả? vậy. Đã vậy. Rồi, có rượu nếp luôn Đã được, vậy. có rượu nếp luôn, có rượu nếp Cái luôn rồi rượu nếp đây. Uống, tôi thấy là như thơm tôi á, tôi uống rượu nếp là tôi thích lắm. thơm Rượu rồi. nếp anh à. Mà bên À, này kỳ á. này nó nói kỳ này có đứa nào nói mình quên mẹ nó mất rồi, nó là kỳ về bố về đi con sẽ cho bố uống rượu nếp sẽ cái gì hương của ngoài Bắc phía Tây Bắc á, rồi cái gì mà hương hương nó có cái chữ hương hương á, nếp cái Nếp nếp cái hoa cái gì vàng, đó, cái gì nếp cái hoa vàng đó, cái rượu nghe đó vậy đó. mình cũng không hiểu là cái ký gì. Có rượu nếp. Anh biết không, từ hồi tôi qua đến bên đây là tôi chỉ được ăn rượu nếp, và chỉ được uống rượu nếp là từ cái bát cơm rượu á, ai lâu À, lâu của anh cơm rượu nếp nhưng á mà thì nó không phải đúng cái cơm rượu nếp dùng đó thì nó bằng ngọt đó, rồi nó lên men thì đó vậy bạn đó, biết rồi, nhưng mà thì nó không không. À, còn cái rượu này rượu đế cất rượu ra đế, rượu nhưng mà rượu nếp đó rất rầm độ rất là cao, nghe nó 40 45 độ đó. ồ Ừ, nhưng mà nó là rượu nếp cái hoa vàng ở ngoài Bắc mới có, mà rượu nó quý lắm, nó hiếm lắm. Ờ, không có ai bán không biết đâu. là bây giờ hỏi anh em ở trên trên mạng coi là tại sao cái rượu nếp cái hoa vàng đó là cái rượu rất, thứ nhất là rất là ngon, và thứ hai nó rất là quý. Đại dày nè, Ờ. có cái câu chuyện nó dính líu đến đến nếp cái hoa vàng là ông hồi đó trước năm 1972 á, là hay năm 1972 73 rồi đó, thì ông Kissinger ông mới đến Việt Nam, Ừ. ông Lê Đức Thọ lúc đó tận hành, ông Lê Đức Thọ ông còn sống thì ăn uống rượu chè cái gì đó, rồi ông Lê Đức Thọ ông bảo là ok bây giờ tôi biếu ông một chai rượu nếp cái hoa vàng. Và đấy đấy là Quý Kissinger lắm người ta rất mới ủng hộ, cho đó. thì Thật. tôi còn nhớ rõ là ông cứ nói là cái điểm điểm rất đặc biệt là cái rượu nếp cái hoa vàng ấy, thì ông Lê Đức Thọ ông tiết nút đó, tức là ông làm cái nút tiết nút bằng cái lá chuối khô đấy, là tôi không nhìn thấy chén rượu nhưng mà tôi nghe ông tả đó, là tôi nghe là ông tôi biết là cái chai rượu nó như vậy đó, tức là chai rượu nó ở trong chai thủy tinh mà nó nước nó rất là trong, mà ông cái nút đó là ông lấy cái lấy cái chuối lá chuối khô đó, ông đặt nó lại rồi bị cái lại đưa cho Kissinger cầm lên máy bay sướng lắm. Tôi hỏi ông, tôi hỏi ông cái điều này, cái Singer làm mẹ gì mà biết uống, mà không biết làm gì biết uống rượu nếp gái hoa vàng, nó uống toàn Hennessy không Thì bởi tôi bởi thì là vậy ổn ghê. Phải cho tôi danh uống có lý rồi phải không? Được đấy đó, nghe nó có người tiếng lắm á. Việt Nam mình nó có người, mình ở trong nhà có người, mình bước ra khỏi cổng là có người Có rồi, người, có cái này cái nói kia chung là cái nó xã hội Việt Nam mình đó, nó đầy ắp cái tiếng cười và nó đầy ắp tình cảm, nói nó có tiếng động nó đầy ắp được. nào.
Thay vì đó ở xứ người không thể nào thay thế được cái điều đó cả. Và mình mê được cái xã hội Việt Nam mình chỗ đó lắm. người Tôi không cần biết cả, nhưng mà khi tôi ra đường hoặc là thấy có người cũng ơi ới gọi nhau một ly cà phê, tình cảm, mà tình cảm xã hội rất rất là, người người Việt Nam nó hay cho cái tình cảm gắn bó của xã hội mình nó rất là hay anh. Nó giống cái kiểu mà các ông bà ta thường thường nói là lá lành đùm lá rách, mà nó có chỉ ở Việt Nam mà thôi. Anh mà đi ra nước ngoài anh bứt gốc đi là cơ làm những cái thổ địa đó nó mất tiền, mất giống hay sao nó đồ quá cái chữ. Nó chỉ có Việt Nam, anh thấy rằng ở Việt Nam nó có cái gia đình mà nó khổ, mà những cái vụ YouTuber mà nó tới mình nó khám phá, ví dụ con nhỏ này nó không có nhà, nó ở trên mảnh đất đại khái vậy, nó tự động mạnh thường quân ở đâu rút tiền quá trời luôn thôi, đại khái vậy. Nó có nhiều vấn đề, em coi tôi coi trên cái YouTuber đó, nó rất coi như là giúp đỡ những cảnh nghèo đó. Trời ơi, nhưng mà ở Mỹ coi hoặc là như ở chỗ khác coi khổ, người Việt mà tha hương là không bao giờ có cái chuyện đó. Hỏi thăm mình đó, thì đều cảm ơn hết. Ok anh. Mình cũng nói thêm một câu trước khi chia tay với anh là chúc mừng anh, đầu tiên là anh, sau đó là tôi. Mình là những người Việt Nam rất là may mắn. Mình về Việt Nam anh, mình còn nhận được những cái tình thương chân Đúng thành. rồi à, chân thành. Còn tôi biết, và còn tôi biết anh có phải chưa, tôi nghĩ là mình nhận được cái tình thương chân thành là tại vì cái lòng của mình nó chân thành. Chắc chắn là vậy rồi. Thành thử ra khi mà cái lòng mình nó chân thành như vậy thì cái sự cái tình cảm của những người xung quanh mình đưa lại mình nó cũng chân thành như vậy. Người ta mà người ta coi vậy chứ rất là nhạy cảm. Còn 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 mà khi mà thành thử ra bây giờ đó, mình như tôi với anh là những người Việt Nam rất là may mắn anh. Mình may mắn hơn rất là nhiều người. Mình về Việt Nam mình có những cái tình thương rất là đặc biệt mà ở trên đất Mỹ này chúng mình không bao giờ có thể có được. Chính xác hả? Mình cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã gặp, và từ anh Cầm, những người bạn trẻ rất là dễ thương. Cảm ơn các anh thợ hớt tóc ở bên cạnh nhà anh, cắt Đúng tóc rồi. mình rất là đẹp, rất là thích. Rất là đẹp. Cảm ơn anh Hậu Nam, cảm ơn những người bạn cho mình ăn phở, ăn bát cơm. Tôi Nói chung. chào cô bán mì gõ trước cửa bên kia đường. Đúng rồi. Quên Chào với cô chủ, coi chào cô chủ bán gạo nữa. xin lỗi, chào bà cô chủ bán gạo. Ngày nào lâu lâu lúc nào đến cũng có cơm với lại cái gì, Cơm. cơm với lại chả và cái gì mắm 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 gì anh, mắm mắm rửa Mắm mắm gì mắm của rùa Huế, mắm là mắm mà mắm mắm gì đó. Mắm rất là ngon anh. đó. Ăn Đây thịt luộc với mắm rau sống. cảm ơn cô chủ vợ vừa gạo cho ăn cơm ngon. Rồi từ em tôi ở bển tôi ăn gạo toàn là ST25 không à. À bà về đây ăn gạo gì đâu không, ngồi nhai rụng răng luôn. Nhiều cái buồn cười, bây giờ tôi mới nói rồi, tôi ngồi tôi lên 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 lên, 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 lên trên máy bay cho ăn, mình trầm nghĩ bụng mẹ tôi mà cho tao ăn như chó ăn. Khổ vậy, tại vì mình đang ở một cái sự ăn uống quá sung sướng cho nên ra mình lên bay chán lắm rồi không có ăn, là khá là dài. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi ra cho nó rã đông nhá, mai anh nói rồi chuyện tiếp. rồi ok anh, rồi mai cái gì lên live tiếp nha. Ok. Rồi rồi.